Đầu tiên em xin chào tới toàn thể anh em đang theo dõi video của em trên kênh Sóc Lâu. Nay bên cơ sở em giới thiệu tới toàn thể anh em là cái mẫu keo bẫy chim sẻ. Mẫu keo này gọi là mẫu keo chịu nhiệt, đánh được trời râm mát lẫn trời nắng anh em nhé. Thì hiện tại bên cơ sở nhà em thì đang có màu xám đá, màu xám tàn thuốc lá. Thì chất liệu keo này thì anh em đánh thì phải rất là ok, đánh nhiệt độ từ 18 đến cho 40 độ C anh em ạ. Thế bản chất cực keo này thì nó là cồi nhá, cồi giống như màu da cây, màu cây sần sùi ấy. Anh em cứ nhìn ra cái cây cối ấy, nó có sần sùi thì cái màu cái keo này nó như vậy anh em ạ. Nó nhìn giống như cành cây thì con chim sẽ đậu nó dạn hơn. Thế trước hết nếu cái loại keo này thì bên cơ sở nhà em thì loại keo chịu nhiệt này là nếu anh em đặt thì anh em về anh em cho nước sôi đun lên khoảng độ tầm 5 đến 10 phút, cứ 10 phút cho keo nó mềm ra. Anh em chia ra những thành phần nhỏ này rồi anh em bỏ vào xong hay lồi. Anh em đun lên của sôi khoảng độ tầm 5 phút đấy, hay đến 10 phút ạ. Rồi anh em sẽ nhào cho em khoảng độ tầm 5 lần. Nhào nhồi keo cũng được anh em ạ. Anh em kéo ra này. Kéo này. Để cho keo nó đều keo. Rồi anh em bắt đầu cuốn vào tán mỏng, cuốn vào thanh inox. Gọi là ống inox, thanh inox là tùy vùng miền gọi anh em nhé. Đấy, anh em cuốn xong rồi thì anh em sẽ đổ thêm lần nước sôi trên bề mặt của keo nữa, thì để tạo cho keo nó khi mình cuốn là sẽ bị chỗ căng keo và chỗ trùng keo. Thì cái chỗ căng keo thì khi con chim nó đậu vào nó sẽ nhiều con thì nó dính và nhiều con không dính nha anh em nhé. Thì cái đổ một lần nước sôi nữa để tạo cho độ keo nó bông lên, nó đều keo. Khi anh em đánh thời tiết râm mát lẫn trời nắng là con chim nó không rơi rớt, đánh nó hiệu quả cao hơn. Thì cái dòng keo này, keo mủ cao su chịu nhiệt này thì bên cơ sở nhà em thì hình thức là bán hàng ship CD toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em cứ bóc sản phẩm ra rồi kiểm tra xem đúng có sản phẩm đúng như trên video quảng cáo không, thì anh em nhận, mà không đúng trên video quảng cáo thì anh em cứ trả lại cho em anh em ạ. Anh em nhé, thì bên nhà em có cả màu đen thì bên em đã đóng sẵn rồi, tất cả bên cơ sở em đóng sẵn, mỗi một hộp nhỏ này là nửa kg một, nửa ký đấy anh em ạ. Thì đây là mẫu keo màu đen thì cũng là mẫu keo mủ cao su anh em ạ. Thì keo này thì khi anh em bóp trên một cục keo này ra và anh em bóp ra thì nó sẽ có một cái lớp nhựa trắng phùi ra này anh em ạ. Phùi ra này là mủ cao su nhá. Đấy anh em ạ, nó là mủ cao su. Thì bên cơ sở em đã nấu thành mẫu keo thành chịu nhiệt. Thì hiện tại bên cơ sở em thì nó có hai màu, màu xám, màu đen anh em ạ. Thì cái loại keo này là loại keo tái sử dụng rất là nhiều lần luôn. Anh em không đánh nữa thì anh em tuốt ra rồi lúc nào cất vào lọ như thế này. Rồi khi lúc nào anh em đánh tiếp thì anh em lại cho vào đun nước sôi lên làm keo mềm ra. Làm keo mềm ra rồi anh em lại làm cuốn vào thanh inox. Rồi anh em đổ thêm nước sôi nữa thì anh em đi đánh rất là hiệu quả cao. Không có con chim tình trạng rơi rớt như giống keo loại keo thường, loại keo công nghiệp anh em ạ. Trên thị trường rất là nhiều mẫu keo. Đấy, anh em cứ tham khảo đi. Anh em ưng cái mẫu keo này thì anh em đặt hàng, mà anh em không ưng mẫu keo này thì anh em cứ xem video tham khảo anh em ạ. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ bên cơ sở bên em thì có hình thức là ship hàng COD, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì đặt số đặt hàng thì bên em sẽ để ở trên góc video và để tiêu đề, có cả Zalo luôn. Thì anh em muốn xem mẫu keo thì anh em cứ vào Zalo và là em gửi hình ảnh cho anh em xem là đúng trên video quảng cáo luôn anh em ạ. Anh em nhé, chào toàn thể anh em.